Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc xe Kia Sirena 2020 bên mình. Trước mắt quý vị đây là chiếc Kia Sirena máy dầu bản Luxury bản full nha quý vị. Thì chiếc xe này có giá trên thị trường là 1 tỷ 209 triệu. Nó lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là 1 tỷ 355 triệu. Thì giá trên thì chưa bao gồm ưu đãi và khuyến mãi nha quý vị. Trong tháng 4 này thì bên em đang có chương trình ưu đãi rất là lớn. Thì quý vị nào mà muốn biết được chương trình ưu đãi á, thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634, thì em sẽ báo chính xác về chi phí lăn bánh cũng như là chương trình ưu đãi tại thời điểm tháng 4 luôn nha quý vị. Thì nếu mà quý vị muốn giữ được chương trình khuyến mãi á, thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với em, thì mình sẽ làm thủ tục là mình đặt cọc. Thì mình đặt cọc trước không cần nhiều đâu nha quý vị, 50 triệu là được rồi. Thì nếu mà qua tháng 4 á, mà chương trình ưu đãi nó tăng thêm á, thì quý vị được ký lại hợp đồng. Còn nếu mà qua tháng 4 mà chương trình ưu đãi mà nó bị cắt bớt đi á, thì quý vị vẫn được giữ chương trình mới. Đó là cái chính sách đặc biệt của Thaco, không phải hãng nào cũng có đâu nha quý vị. Thì Thaco nó rất là ưu tiên cho khách hàng, không bao giờ để cho khách hàng thiệt cả. Nên quý vị cứ yên tâm về vấn đề đó nhé. Rồi, ok. Thì đó là một số về cái thông báo về cái chính sách ưu đãi của bên Thaco bên em trong tháng 4 này. Thì em sẽ giới thiệu một số cái tính năng, đồng thời là hướng dẫn cho quý vị cách kiểm tra xe trước khi mà mình đi công tác xa ha. Là chiếc xe này thì thiết kế cụm đèn pha của nó là đèn pha dạng full led nha quý vị, cả đèn cốt đèn pha đều là led hết rồi. Và nó có đèn sương mù ở phía dưới thì cũng là đèn led luôn nha quý vị. Thì cường độ chiếu sáng của đèn led thì nó rất là tốt, nó cho ánh sáng trắng và nó cực kỳ tiết kiệm năng lượng nha quý vị. Mâm của con này là mâm đúc hộp kim nè. Đường kính mâm của nó là 18 inch. Vỏ thì sử dụng vỏ Continental của Đức. Và bốn phanh của nó đều sử dụng phanh đĩa. Nó có phân phối lực phanh điện tử và hệ thống chống móc cứng phanh ABS nữa, giúp cho mình an toàn khi mà phanh gấp, mình có thể tránh được vật cản luôn nha quý vị. Gương chiếu hậu của chiếc xe thì gặp điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn. Và đặc biệt chiếc xe này thì nó sẽ có cảnh báo điểm mù cho quý vị nè. Nếu mà những cái xe nào mà rơi vào tầm khuất mình không thể quan sát được, thì cái đèn này nè, đó, nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ báo tín tít tít cho người ngồi ở trong xe. Và khi mà quý vị cài số xe thì tự động lòng gương nó sẽ cập xuống. Thì chúng em sẽ hướng dẫn cho quý vị cách cho cái lòng gương này nó cập xuống khi mình vào số xe nữa. Thì trên tay nắm cửa của những chiếc xe này ấy, thì đều có những cái cảm biến bằng một lần chạm hết. Mình có thể khóa cửa, mở cửa bằng một lần chạm luôn nha quý vị. Rồi, xe thì cả bốn cửa đều xuống kính bằng một lần chạm, lên kính bằng một lần chạm luôn nha quý vị, tự động hết rồi. Và nó có nhớ ghế hai vị trí, thì nhớ ghế hai vị trí này sử dụng rất là đơn giản nha quý vị. Thì quý vị chúng chỉ cần lên ghế này, ghế chỉnh điện luôn nè, cái tay ghế phụ đều là chỉnh điện hết đó. Thì quý vị lên ghế này điều chỉnh phù hợp với tư thế của mình nè, nhấn chỉ xét hai lần giùm em, nhấn số 1 em sẽ thao tác cho quý vị xem nhé. Em sẽ điều chỉnh ghế này. Rồi, thao tác của em sẽ nhấn chữ set 2 lần. Nhấn số 1. Ok, đó, nó chỉ lưu lại cái vị trí của em. Người thứ hai lên ngồi cũng chai như vậy nha quý vị, vẫn điều chỉnh ghế nó phù hợp với tư thế của mình. Nhấn chữ set 2 lần giùm em, nhấn số 2. Đó. Là nó sẽ lưu lại cái vị trí ghế trên này, nó có thể hiện cho quý vị luôn này. Đó. Nó sẽ lưu lại vị trí ghế. Ở đây là cái màn hình hiển thị đa thông tin của chiếc xe này. Chiếc xe này thì nó sẽ thể hiện những cái thông số cho quý vị xem nhé. Ngoài ra thì nó sẽ có là đồng hồ báo tốc độ động cơ này, đồng hồ báo nước làm mát này, nó chỉ nằm ở dưới mức F trở lại thì ok, cool là ok này. Đó, nếu mà lên quá chữ H á, là mình phải ngưng lại và gọi liền cho kỹ thuật bên em nhé. Rồi, bên đây là tốc độ của xe nha quý vị. Rồi, cái đây là cái hệ thống ga tự động trên xe nha quý vị. À, cái hệ thống này thì nó hoạt động tương đối đơn giản thôi. Thì quý vị chỉ cần nhấn chữ Chrome này nó sáng giùm em nè. Đó, nhấn Chrome này nó sáng lên. Nhưng mà những gì thông tin nó hiện lên này. Rồi đạp ga lên tốc độ mong muốn, buông thắng, buông ga ra, nhấn xuống chữ set cho em. Thì cái đúng tốc độ đó nó chạy. Đó. Đúng tốc độ nó chạy luôn.
mỗi lần mình muốn tăng hoặc giảm á, chỉ cần nhấn set cộng hoặc set trừ là ok. Rồi về cái phần điều chỉnh cốp sau để mở tự động á, thì quý vị chuẩn bị làm thao tác sau cho em nhé. Quý vị chỉ cần nhấn vô quyển sách này đó, hiện lên, quý vị lăn chuột này xuống chữ đo, nhấn chữ ok vô giùm em luôn đó. Quý vị kéo xuống chữ smart test đây, smart tail đây đấy, quý vị nhấn vô ok có dấu tích giùm em, bấm vô tích vô. Thì khi mà mình tắt máy á, mình cầm chìa khóa đi xa xa rồi mình cầm chìa khóa lại gần, thì tự động đúng 3 giây sau thì cốp sau tự mở nha quý vị đó, rất là tiện lợi luôn. Rồi đó là những cái thao tác trên xe. Và chế độ điện thoại nghe gọi đến tay ấy, thì mình kết nối Bluetooth trên cái màn hình hiển thị đa thông tin này đó, mình kết nối Bluetooth lên trên này thì ai gọi tới mình chỉ cần nhấn nút này và mình nghe và nó sẽ phát ra loa nha quý vị, cũng rất là tiện lợi à. Và đây là cái sạc không dây trên xe này, quý vị thấy không, sạc không dây trên xe thì mình chỉ cần gác điện thoại lên trên này thì tự động nó sạc điện vô rồi đóng hết tất cả các cửa lại và mình chạy nha quý vị. Xe lăn bánh thì nó tự động nó sạc vô à, cũng rất là tiện lợi. Đồng thời nó có những cái cổng sạc này USB, ở trong này thì nó có cổng sạc nhanh đầy đủ hết rồi. Và trên xe thì nó trang bị cho quý vị là bản đồ Việt Map và Navigation luôn này. Đó, có luôn đầy đủ nha. Quý vị muốn tìm đường á thì quý vị chỉ cần kích vô cái này em. Đó. Gõ tên đường, ví dụ như là Lê Văn Việt. Trời, xin lỗi. Đó. Mình chỉ bấm tìm kiếm thôi. À, tự động nó sẽ hiển thị lên cho quý vị đó, Bách Hóa Xanh hay này nọ thì mình chỉ cần nhắn vào là tự động nó sẽ hướng dẫn mình đi, chỉ cho đưa mình đi luôn đó. Nó báo tốc độ cho mình luôn nha quý vị, này nó rất là tiện lợi đó. Và cái đầu này rất là nhạy luôn à, nó có kết nối radio, audio, phone, nói chung là đầy đủ hết cho quý vị, nó kết nối on car được à, dùng như là cái chiếc điện thoại quý vị. Điều hòa con này thì ba vùng độc lập ha, dàn lại phía sau mà nếu mà mình đi có một mình á thì mình có thể khóa lại được nha quý vị, lót lại này hả, nó sẽ tiết kiệm hơn. Có gió, điều khiển gió trước hay sau là đủ hết. Con này thì hai cửa sổ trời à, cái xe này hai cửa sổ trời này, một cửa bên này và một cửa phía sau nữa nha quý vị. Đây là cái cụm công tắc cửa trung tâm, thì mình có thể điều khiển cái cụm công tắc cửa trung tâm này nha quý vị. Đó, tất cả các cửa mình đều có thể mở bằng cụm công tắc cửa trung tâm này hết. Đây, tài xế thì có thể điều khiển hết tất cả các cửa, em sẽ bấm cho quý vị xem nhé. Đó, trợp cửa. Và cửa này là chống kẹt luôn nha quý vị, chút em sẽ thao tác cho quý vị xem này. Bấm vào, đó, mình điều khiển hết tất cả các cửa. Ở phía sau á, thì nó còn có cái điều hòa dàn lạnh ở phía sau nữa. Thì người ngồi phía sau thì có thể điều khiển hết được tất cả nha quý vị. Đó, tốc độ lập mạnh Kia thì cực kỳ tốt rồi. Rồi, đây là cái phần rèm cửa. Rèm cửa của chiếc xe thì quý vị thấy nhá, nó trang bị sẵn cho quý vị. Một số hãng khác thì quý vị phải dùng lịch giấy để tắng ke khi nắng chiếu vào, cùng bên em nó chuẩn bị sẵn luôn. Móc lên cái là xong, rất là tiện lợi luôn. Ở tất cả các cửa luôn. Đó, chỉ trừ hai cái cửa này thì để hai cái cửa tài và cửa phụ để cho mình quan sát thôi. Đây là bố trí của phần cần số để quý vị xem nhé. Nó có chữ này, B là Bắc Kinh là đậu này, R là lùi, D là demo, D là chạy này, drive là lái này. Rồi, quý vị chỉ cần kéo con số vượt qua trái thì nó chuyển sang chế độ báo tự động, là mình có thể chuyển số lên số được. Con này lập số tự động nó 8 cấp nên khả năng sang số nó cực kỳ tốt. Và động cơ của nó thì sử dụng là động cơ tăng áp nha quý vị. Động cơ 2.2 xài turbo tăng áp, công suất của nó khoảng 197 mã lực. Đó, nên khả năng sang số nó cực kỳ mướt luôn. Và bảo hành của nó rất tốt nha quý vị, bảo hành 3 năm không giới hạn km. Một số hàng khác nó chỉ bảo hành cho quý vị là 3 năm hoặc là 100.000 cây thôi. Còn con này quý vị muốn chạy nhiều chạy không quan tâm. Và độ cách âm của nó rất là tốt luôn à. Nó có chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Con này mà quý vị chạy trong thành phố á, thì nó rơi vào khoảng 9 lít mấy, còn 10 lít thôi. Còn nếu mà quý vị chạy đường trường á, nó rơi vào khoảng 6 lít rưỡi. Đó, rất là tiết kiệm luôn. Và con này nó có phanh tay điện tử nè, auto hold nè, sửa ghế nè, cân bằng điện tử có luôn nha quý vị. Đó, xe này nó hỗ trợ cho gia đình rất là nhiều. Vô lăng này quý vị thấy nhá, ốp gỗ này, các táp đi cửa được bọc da ốp gỗ rất là sang trọng luôn. Đây là chìa khóa của chiếc xe này nha quý vị.
thì em sẽ tiến hành em mở cửa cho quý vị xem nhé. Đây, gắn giữ 3 giây, tự động close trượt. Rồi, mình lại nhắn giữ 3 giây, tự động nó lại mở ra thôi. Đóng lại đây. Rồi con này chống kẹt, em sẽ cho quý vị xem chống kẹt luôn nha. Nhắn giữ 3 giây nha quý vị. Rồi tự động rồi tới. Rồi, em chống kẹt cho quý vị xem nha. Rất là tiện lợi luôn. Rồi, em sẽ khóa cửa lại nhé. Rồi, cái này là hồi nãy là em có cài ở cái chế độ mở cốp tự động, thì em sẽ khóa hết các cửa, tất cả các cửa lại, và em sẽ cầm chìa khóa lại gần nha quý vị. Lóc cửa tự động gương cụp. Rồi ok nha quý vị, em sẽ cầm chìa khóa lại gần này. Đó, thì tự động sẽ đứng khoảng 3 giây là cốp nó sẽ tự mở nha quý vị. Xin lỗi, pin nó hơi rung một xíu à. Rồi quý vị xem nhé, nó sẽ tự chớp và nó sẽ tự mở à. Đá đèn mấy cái rồi nó sẽ tự mở lên. Đó, rất là tiện lợi, mình không cần phải đá cốp rồi nha quý vị. Thì coi, mình có thể dùng chìa khóa để mình đóng cốp này. Nhắn giữ 3 giây tự động cốp đóng này. Rồi, em sẽ đóng cho quý vị xem nhé. 3 giây cốp đóng. Ở phía sau xe thì còn trang bị cho quý vị là cảm biến dê này, 4 cái, phía trước cũng 4 cái. Nó có camera dê nữa, camera này thì ôm theo góc bánh lái luôn nha quý vị. Đó, đó tiện lợi à. Phía trên thì nó có đuôi cá này, có cánh hương gió này, có đèn phanh trên cao này. Đó về tổng thể về chiếc xe, em sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng một cái kiểm tra xe nhé. Đây là chiếc Sienna máy dầu nha quý vị. Đó, nó xài công nghệ CRD là công nghệ mới nhất bây giờ. Đó, nên là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó cực kỳ tốt nha quý vị. Khi quý vị kiểm tra xe đi xa thì mình sẽ kiểm tra bình ắc quy này, coi thử nó có hoạt động tốt hay không nhá. Thì mình sẽ coi vào con mắt này. Đó, con mắt này mà hiện tại nó là màu xanh á. Đó, như thế là màu xanh không? Là nó good này, hoạt động rất là tốt này. Còn nếu mà nó màu đen á thì mình phải nạp năng lượng cho nó, nếu màu trắng á thì mình phải thay. Đó, nó hướng dẫn mình có thể kiểm tra được ạ. Rồi, đây là cái mức dầu phanh của nó nha quý vị. Đây là cái dầu phanh của nó này, quý vị sẽ coi nè. Nó sẽ có hai mức cho quý vị xem nhé. Đó là mức mát này, dưới này là mức min này. Đó, nếu mà dầu nó nằm trong mức mát, nhựa mức mát mức minh là ok nè, dầu phanh này nó không có bị thiếu nhá. Mình không cần phải chăm thêm bớt cái gì này trong này đâu. Nếu mà nó có thiếu thì mình phải vào hãng để nó kiểm tra nha quý vị, vì hệ thống phanh là hệ thống tuần hoàn kính thì nó không thể nào mà tự động nó hao hụt được, trừ trường hợp nó bị rò rỉ thôi. Đó, nên là mình không đổ bất cứ một cái dung dịch hóa chất nào vô trong này nha quý vị. Nếu mình đổ vào á thì khả năng hiệu quả phanh nó sẽ đạt không cao và rất nguy hiểm ạ. À, dầu thông thường, dầu của Kia thì dễ, dầu DOT 3 đó quý vị. Cái này là cái bình nước làm mát nha quý vị. Cái bình nước này thì quý vị có thể kiểm tra này, nó sẽ có hai mức cho quý vị xem nhé. Đấy, chữ F là mức full này, L là mức low này. Nếu nước làm mát nó nằm giữa này là ok này. Đó, nếu mà nằm dưới cái mức min này ấy, mức low này ấy, mức thấp nhất này ấy, thì là mình phải tới hãng để kiểm tra này. Đó, bởi vì nó cũng là hệ thống tuần hoàn kín. Nếu mà nó hao hụt nhiều á thì hệ thống mình đang bị rò rỉ và nó rất là nguy hiểm tới cái động cơ. Cái này là quý vị phải lưu ý nhé. Và đặc biệt là mình không chăm bất cứ một cái dung dịch nào khác, kể cả nước lọc nha quý vị. Bởi vì khi mà mình đổ những cái hóa chất, những cái dung dịch khác với nước làm mát á, thì nó vô dễ dàng xảy ra hiện tượng kết tủa và nó sẽ làm nghẹt cách nước, và nó ảnh hưởng tới động cơ rất là nhiều. Vì cái này là nó sẽ giải nhiệt cho động cơ này. Động cơ mình hoạt động nó nhiệt độ lên rất là cao nha quý vị, ở trên 100 độ C đó. Và mình sẽ không bao giờ mà được mở cái nắp này nha quý vị. Nó cảnh báo cho quý vị này, không được mở nhé. Vì khi mà động cơ hoạt động thì cái áp suất này rất là cao,
và khi mình mở nó chỉ phục lên và rất là nguy hiểm này. Còn nước làm mát này á, mình có nước rửa kính này á, mình có thể sử dụng là nước chuyên dụng này đó, nước chuyên dụng nhé, hoặc là nước lọc cũng được. Ok, cái này là dùng được nước lọc này đó. Thì tốt nhất là mình dùng nước chuyên dụng đi. Còn về khi mà mình muốn vệ sinh hầm máy á, thì mình phải lựa những cái cơ sở nó uy tín, vì người ta sẽ có những cái dung dịch để chống nước thấm vào, hoặc là tốt nhất thì mình nên làm vào hãng đi đó. Thì nó có những cái dung dịch mà chống thấm ở các cái rắc điện nhé quý vị. Còn nếu mà khi mà mình không biết cách mà mình cứ xối nước từ từ thì nó sẽ thấm vào những cái rắc điện này, nó sẽ làm mình rỉ sét và nó ảnh hưởng tới cái hệ thống điện của mình. Nên quý vị không tự ý mà tự rửa ở nhà mà mình rửa hầm máy nhé. Thì ở trên hãng thì có những cái dung dịch nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều rồi. Đó là những cái lưu ý mà khi mà mình đi xa hay là mình bảo dưỡng này nọ thì quý vị phải lưu ý nhé. Quý vị hay nghe các sale nói là có những cái túi cứu hộ, thì không biết trong túi cứu hộ này có gì thì quý vị lưu ý nhé. Đây là cái túi cứu hộ của xe này. Trong này nó sẽ có bao tay cho quý vị nè. Đó. Có dây câu bình nè. Phản quang nè. Phản quang này thay vì quý vị mà xe xảy ra sự cố mình bẻ lá mình bỏ trước đường thì cái này nó có sẵn cho quý vị luôn. Chỉ cần kéo ra để là nó đèn xe mà rọi vào thì tự động nó sẽ phát sáng nha quý vị. Và đây có đèn pin nè. Đó. Đèn pin. Nói chung là Thaco nó hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều à. Và đặc biệt về cái dây câu bình này em sẽ hướng dẫn sơ cho quý vị nhé. Dây câu bình hay là kích bình á thì quý vị lưu ý, mình khi mà mình câu á hay kích á thì mình phải đấu song song nha quý vị. Tức là cực âm mình sẽ nối vào cực âm, và cực dương mình sẽ nối vào cực dương. Nếu mà quý vị mà câu mà nối tiếp á, tức là cực âm vào cực dương và cực dương vào cực âm á, thì là mình sẽ nối tiếp và nó xảy ra hiện tượng là cộng cái dòng điện lại, cái năng lượng tồn trong ắc quy này, dòng điện tồn trong ắc quy cộng với cái bình kích nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thống điện mà quý vị đang sử dụng. Đó có khả năng là nó dẫn tới là bị cháy hay hỏng toàn bộ hệ thống điện nha quý vị lưu ý nhé. Khi mình kích bình thì mình phải, nếu mà mình không rõ thì cần phải gọi để bên em tư vấn cho kỹ nha quý vị. Về cái chế độ bảo dưỡng bên em hiện tại nó sẽ có 4 cấp bảo dưỡng nhé. Bảo dưỡng cấp nhỏ thì thông thường nó ở những cái mức lẻ là ở 5.000, 15.000, 25.000. Còn bảo dưỡng cấp trung bình á, thì nó sẽ mức là 10.000, 30.000 và 50.000. Bảo dưỡng cấp trung bình lớn á, thì nó sẽ là ở 20.000, 60.000 và 100.000. Còn bảo dưỡng mà cấp lớn á, dạ, 40 là nó sẽ là 40 là cấp lớn nha quý vị, em xin lỗi ạ. 40 là cấp lớn nè, 80 và 120, cái 40.000 là một cấp lớn ạ. Thì ở những cái cấp bảo dưỡng thì khách hàng nói là chỉ có thay nhớt thôi, nhưng thực ra là không phải là thay nhớt không nha quý vị. Đối với bảo dưỡng cấp nhỏ, ngoài việc thay nhớt ra thì bên em sẽ kiểm tra một số những cái hạng mục như là kiểm tra về dây cu ro động cơ này, rồi các cái bạc đạn rô tinh này, rồi các hoạt động của bàn đạp chân phanh, rồi các đèn đuốc, hay đặc biệt là những cái đèn phanh hay là đèn sương mù hay là đèn pha cháy nổ hay gì nọ thì bên em sẽ báo cho quý vị để cho mình biết, mà có cái hướng mình xử lý cho nó hợp lý nha quý vị. Chứ không phải là đơn giản là vô là bên em chỉ có lên cầu thay nhớt không đâu. Nó chỉ kiểm tra gầm ghiếc được. Khi mình phát hiện những cái lỗi nhỏ mình khắc phục liền thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái những cái lớn hơn đó, thì mình đỡ tốn tiền hơn nha quý vị. Đó là lợi ích của việc bảo dưỡng chính hãng à. Và bên em hiện tại là showroom đại lý của bên em là bảo dưỡng chính hãng hết nha quý vị, là đại lý 3S à. Nên quý vị cứ yên tâm à. Thì chi phí ở mỗi lần bảo dưỡng nó sẽ khác nhau nhé. Thì quý vị muốn biết chính xác thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em, thì em sẽ gửi cái bản báo giá về từng cấp bảo dưỡng cho quý vị xem. Chỉ có mình tốn tiền nhiều nhất là ở bảo dưỡng cấp 40.000 thôi. Mình sẽ thay thế rất là nhiều, như lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, buri thì mình sẽ thay thế nhiều thôi. Chứ còn ở những cái cấp bảo dưỡng mà nhỏ, trung bình và trung bình lớn thì nó cũng tương đối thôi nha quý vị, nó không có nhiều đâu à. Nên là chi phí để nuôi một con xe Kia thì chi phí nó tương đối ổn, và hầu như là phụ tùng nó có sẵn, không như một số hàng khác thì mình phải chờ đợi rất là lâu ha. Rồi, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị mà muốn thắc mắc gì về giá cả hay là về kỹ thuật á thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634 thì em sẽ báo chính xác cho quý vị nhé. Rồi, ok quý vị, em chào quý vị.